Dạ, kính chào lão mẫu. Dạ, dạ bẩm ngài đây là... Dạ thưa lão mẫu, như tôi đây là quốc trạng nguyên nhung bình phiên đại soái, ra biên quan phụng mạng triều đình, xuống quân dốc lòng trừ giặc ô qua, đem lại thư dân một cuộc sống an hòa. Vừa đến biên thùy đụng ngay đại quân của giặc, trong đánh chiến của kịch chiến lỡ đất lòng trời, hưởng minh quy vũ ngang dọc dễ dùng, địch quân hốt hoảng đốt quả mù dải dây. Bất ngờ chúng lại xua tàn quân cùng tướng hùng cốt đột, tràn lên đè bẹp đánh một trận kinh hồn. Bộn chức vũ lộng thần quay ngăn giặc tận xế chiều, thấy phơi đầy đồng máu chảy thành sông, trong dục tiên công giặc lùi ta đuổi, hoàng hôn chật vật cốt đột chạy dài. Quốc trạng quá tài đánh một trận xong ngay, đồng mấy cá nước dây dùng tội chí nam nhi. Nhưng mà lẽ nào quốc trạng lại buông tha cho tên cốt đột? Bộn chức bích thúc ngựa đuổi theo một bước không rời, đấm nhau xuống ngựa rồi chặt phăng lấy đầu. Ngẩng mặt lên trời mịt mù chẳng thấy lối ra, hoài hoài bốn ba người mỏi ngựa mệt, giữa rừng lạc bước trăng sao không mộng. Trước mặt sau lưng toàn một màu đen tối, đành phải đợi chờ rạng sáng hôm sau. Bỗng thấy xa xa ẩn hiện một ánh đèn, khi to khi mờ thấp thoáng giữa rừng đêm. Về đâu tận chốn sơn cùng, có một mái nhà và có cả tình dân. Thì ra nhờ ánh đèn của kẻ thức làm khuya mà. Dân, nhờ ánh đèn dệt khuya la lét mà bổn chức này đây mới... Ý chết, nãy giờ mãi mê nói chuyện mà quên mời quốc trạng ngồi. Dạ, dạ mời quốc trạng ngồi đây. Đa tạ lão mẫu. Thưa lão mẫu, chẳng hay người trong bức họa này là chi của lão mẫu gì thưa lão mẫu? Dạ, đó là thằng rể của già này đó, nó chết cũng đã 34 năm nay rồi. Rể của lão mẫu à? Để già đi đun nước mời quan nha. Dạ thưa lão mẫu, nếu như bổn chức đây không lầm thì người trong bức họa này là... Lạ này, người là ai mà sao dung quan lại giống ta như tài? Ta với người có quen biết nhau chăng? À, người đáng giống cây, còn cả rễ lẫn cành. Đánh ai đó mà thân uy lắm lắm. Dáng điệu này khiến ta nhớ lại trận đánh bọn Lục lắm. À, phải rồi, đúng rồi, trận chiến Hạ Phong Lai, dẹp tan lũ cướp tại Sơn Đài. Nét đan thanh quả cảm hào hùng, quả truyền thần sống đồng quái ghi. Không, hay đây là bút tích của người mà bấy lâu nay ta hằng nhớ mong tha thiết. Một buổi chiều hạnh ngộ giữa điêu linh Nguyệt Nga chăng? Không, vì Nguyệt Nga đã công phiên theo lệnh của triều đình. Nguyệt Nga ơi, ta để cho cành qua gió thật là hổ phận bất tung. Nguyệt Nga ơi, ta biết lấy ai nhắn gọi.
thầm có rõ thấu cho lòng ta. Nguyệt nghe ơi hỏi Nguyệt nghe, ta quyết tìm nàng tầng ô qua. Ôi đang thanh này là nét của ai, nếu chẳng cớ duyên gì thì sao ta lại lỡ bước vào nơi đây. Nhưng giận thơ trên quạt lụa vẫn còn đây, những buổi tương trì sao lại qua ngắn ngủi tấn gàng. Chuyện ta mang nặng Nguyệt ngơi, dầu chục viên quyết có muôn trùng xả thẳm, tắc quyết đặt bằng sông núi để tìm lại nàng cho thỏa dạ nhớ mong. Nhưng ai, ai đã chứng việc riêng của ta giữa rừng quang núi thẳm mà ghi lại nơi đây một chiếm tích đầy đủ cớ bằng? Ai? 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 Dạ đây mà, gia chủ đây mà. Dạ. Làm phiền lão mẫu nhiều quá. Ơn nghĩa này chẳng những bổn chức riêng mang mà cả triều đình phải có trọng trách đáp đền ơn nghĩa đó. Dạ, bổn phận con dân thời loạn đâu dám mong ân nghĩa của vua ban để già dọn giường cho quốc trạng nghỉ ngơi trời sáng. Dạ, xin cảm ơn lão mẫu. Xin phép lão mẫu cho bổn chức được ngồi đây, ngồi cạnh bàn thờ của ông anh quá cố đây, nghỉ tạm vài khắc là được rồi. Dạ, thưa lão mẫu. Dạ, mời quốc trạng. Thưa lão mẫu, chẳng hay ông anh đây được bao nhiêu niên kỷ, vợ con còn mất ra sao vậy thưa lão mẫu? Dạ, quốc trạng hỏi con rể của già này đó hả? Vâng. Ôi câu chuyện nó rất đôi thương tâm, chưa được thiện dinh nước trôi sự nghiệp công danh qua tàn, thương cho nó chưa tròn đôi lứa, thương chỗ đèn sách lòng ghi, thương công khổ cực đi thi, thương lòng ngai già thẳng chẳng biết chi, nên bạn bè ám hại nó chẳng có hề nghi. Phải chăng anh ấy có dao đuôi mù? Dạ, chuyện này hỏi lại vợ nói chắc là thường tri. Sao? Dạ, con ý thôi chết rồi, thật là già có lỗi với quan. Dạ dạ, dạ dạ bẩm quan, chẳng qua là ban đêm tăm tối sợ rủi ro nên già mới giấu con chứ không có tình bất kính với quan trên. Dạ dạ, xin quốc trạng phan hồng không bắt tội. Xin lòng mà hồi đứng lên, sợ là phải thôi, vì giữa rừng quan núi thật rõ nghe gian, ai mà lại không sợ. Dạ, xin phép lão mẫu cho bổn chức được chào ra mắt người chị trong nhà có được không? Dạ 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 được. Con à, con ơi. Dạ. Ra đây chào mừng quốc trạng đi con. Con ơi, ra chào mừng quốc trạng nghe con. Quỳ xuống đi con. Quỳ xuống. Dạ. Con dân nhà Bần xin lãi mừng quốc trạng. Xin chị hãy đứng lên. Bổn chức tuy mang chức trọng của triều đình nhưng cũng xuất thân từ thôn ổ Bần Hàng. Con ơi, con sao vậy con? Đó, thấy không, mẹ nói có sai ở đâu. Con vợ khuya quá sức nào mà chịu nổi. Dạ, bẩm quan,
con của tôi vì quá nhớ thương thằng chồng quá cố, lại cấm đầu cấm cổ vào chuyện xâm nhai. Cho nên trời ơi, ta nói khổ khổ quá mà. Con ơi, con thấy đỡ chút nào không con? Dạ con đỡ nhiều rồi mẹ. Dạ thưa lão mẫu, xin phép lão mẫu cho đụng chức được hỏi thăm người chị trong nhà vài lời về người anh quá cố có được không thưa lão mẫu? Dạ quốc trạng đã truyền thì con của già xin dâng theo lời vàng ngọc. Đa tạ. Nè con, lễ phép thưa qua khi người hỏi, để mẹ đem cho ngựa của ngài đây dài bụng thấp nha con. Dạ. Dạ thưa chị, người thiết hạnh thật là cao quý, mong những lời thô thiển không làm dẫn đục tấm lòng chinh, xin người quá bủa thương tình bỏ lỗi. Nghe lão mẫu nói anh trong nhà thọ nạn vong thân, nếu bấm nút ai đã 3-4 năm dư rồi thì phải. Điều đó mẹ tôi nói lại chẳng sai. Chồng tôi đi khi giữa đường thọ nạn thảm thương, thi thể đành chôn vùi nơi đất lạ quê xa, nơi đã che bầy phượng loan. Ôi những lời đoán thề, chỉ non xanh nước biết mình thề, hoặc lùa thơ đề. Nhưng tôi nguyện giữ tất lòng thủy chung, dẫu người dương thấy kẻ âm cung. Anh nhà trong quá cảm hào hùng, chắc cũng đang mơ phúc tương phùng. Ôi trớ điêu thay, chồng đang nóng lòng gặp vợ, vợ muốn nhìn chồng mà chẳng hở môi. Dám hỏi chị, anh trong nhà tên gọi là chi? Dạ chồng tôi họ Lục. Họ Lục? Tên là Vân Tiên. Vân Tiên, phải rồi, đúng rồi, Lục Vân Tiên. Trên đường thiên lý gặp nạn tai, chàng đã ra tại chiếc phong lai, dùng thương nghĩa xây duyên nợ. Lụa thầm tình chẳng mỗi mai, thiên thu bách tuế gìn duyên hài, công toại dân thành đàn chỉ trai. Nón xanh chứng chiếu tình kiếm cái minh à, thầy nghĩa, nghĩa. Nguyệt Nga, ta muốn hỏi vì sao trời già cay nghiệt, làm tình làm tội cho đôi ta, mỗi đứa một nơi, mỗi người một ngả. Ta muốn hỏi vì đâu đất sâu muôn trường, không tưởng không thương ghét ghen vùi dập mỗi đứa một. Phần số không ai nắm chìm ngoài thiên nhai hải giác, để cho Nguyệt Nga trầm luân khổ ai so sát hình mai giàu giai phong trần. Mây tan dần dương lối vàng tàn, mặt nhau mà lệ đầm tuôn trào. Lẽ bóng gian truân trên đường dài đau khổ, một thân tư cô
thảm thương thay cho thân gái dòng trường. Người quê cát tập tành cầu xưa điếm còn. Tình đời sâu nặng muôn nẻo khôn dò. Chung thủy tìm nhau ta tự hào như dạng cao lửa đo. Ôi giây phút ngang ngào tưởng chừng như giấc chim bao. Mắt lệ sao bỡ ngỡ xương mũi khó nổi ngờ. Nguyệt Nga ơi, đây không phải là giấc chim bao. Nàng ơi nàng đừng sợ. Dân kiên người hạnh phúc đã có lần ập đến rồi. Lé nhanh như anh chưa. Và sau đó chợt biến sang đi như gió thoảng qua mình. Ngọc vùi trong lửa đỏ mới biết là ngọc trong lành. Nguyệt ơi lần tương hội này là lần sáu cuối. Không còn trở lực nào ngăn cách nổi đôi ta. Dân tiên hỡi dù sống hay chết chàng vẫn là chồng của Nguyệt Nga. Ba năm xác đinh một già. Ba năm gai quá thờ chồng. Nguyện thờ bước qua trọn đời mà thôi. Thương nàng lần đằng thời xuân sắc lòng đông ba phần ma hồng con tàu ghê ghê phải cành bà. Nàng báo đời báo kiếp nữa cho vừa cho xứng vì những thiệt thòi to lớn của một kiếp lòng đông. Dân tiên hỡi ơn cứu tử trước kia sao chàng không nhắc nhở. Khen ngợi làm gì hai chữ thủy chung. Trong khi ai ai cũng rõ gái thời tiếc hạnh là câu